Mà bài tập chưa? Chưa, con còn chưa biết cụ bài tập lúc nào luôn. Cái lúc mà con bảo trời ấy là con tưởng cô gửi lâu quá là con đi chơi luôn. Đây vẫn còn thời gian làm mà. Đây này. Ngày mai con học, chiều tối nay cũng học, chả có thời gian đâu. Con gửi những bài nữa, con tưởng mấy bài của con làm trong 2 phút. Các bạn làm cho cô bài này nhá, tìm lỗi sai bài này chưa làm đâu. Hôm một hôm qua dậy rồi đấy, hôm trước. Câu 1 đó. Hình câu 1 là đa Sửa thành gì? đa. Nhắc câu hai đi. Câu 2 á. Vừa tham thêm mét là Thời gian đâu có đếm được. Time là danh từ không đếm được nhá. Thế thì phải là cái nào sai? Time không đếm được thì cái nào sai? gian Trả lời. alo view Fill phải trở thành gì nhỉ? Fewer phải trở thành gì? fewer. Ít hơn mà không đếm được là gì? Đúng rồi. Tiếp câu 3. Sao ai đu sâu rồi sao? Nào là sai? Ai đu sâu? Bây giờ anh gì? Con không biết. Nhìn thì Còn nó nhớ lạ giờ quá. đồng tình phụ khẳng định thì giờ làm gì I do gì I do to ấy được chưa, Vâng. còn nhớ to với either không, Có. quên rồi. Câu 4. Câu 4, câu 4. Mò. Chả sai ở đâu cả. Careful phải gì? Carefully. Làm cẩn thận vào đi. Tập trung vào đi. Cái đầu óc đi đâu ý. Tiếp câu 5. Start chuyển đến begin được không ạ? Phải là start begin mà đang đang bị thiếu cái gì? Our class, class là số ít mà phải thêm s mà. Vâng. Chứ chả làm được câu nào. Nốt câu 6 thế nào. Nó sai chính tả. Thiếu hết ở đâu? Đây là ý bạn là béo gì? Hoặc là ngặn thôi rồi faster cũng được. Tùy. Nó sai chính tả được chưa? Kiến thức vẫn còn đang yếu lắm nhé. Nên thành ra là làm những bài mang tính gọi là sửa lỗi sai chưa biết lỗi ở đâu. Trong khi là con đi thi đảm bảo cái gì có câu sửa lỗi sai Có tầm là nhiều điểm phết đấy, thế mà làm bài hầu như không, bạn hầu như con không làm được bài đấy. Cô để ý phải tập trung nếu vào, cái dễ dễ làm được, chả làm được bao giờ. có mấy cái dễ dễ làm được. Bây giờ làm cho câu bài này sắp xếp các từ sau trật tự, sắp xếp trật tự để thành câu có nghĩa. Bài này cũng sẽ có trong đề thi đấy.
nên đánh lên bảng, nên đánh lên coi như là vừa đánh để gì luyện luôn, cái thứ hai là luyện viết, và cái thứ ba là gì, nhớ phải nhớ học không phải là chơi đâu, phải đếm vào, không phải cứ làm cho xong quăng quật đâu, 1 2 3 4 5 6 ví dụ thế, thì phải nhớ kỹ là có 6 từ thì cái câu ở dưới cũng phải đầy đủ nhá, chứ không phải thiếu hay thừa. Có tưởng phải put you like chứ. Alo. Bây giờ con ngồi con làm cho cô câu nào dễ trước làm đi. Toàn những câu dễ. Câu nào ngắn nhất thì làm trước. Đây, let's go to school. Ở đây người ta đã gì? Người ta đã làm cho cái cách là gì? Người ta cho cái từ nào mà viết hoa ấy, nghĩa là đứng đầu. Được chưa? Có để ý những cái đấy không? Nghĩa là... Có. Câu 1 cũng là câu dễ đấy, ngắn. Biết là ngắn rồi nhưng con đang nghĩ câu 1. À không, câu 1 đây không. Câu 1 phải là từ ai mới là viết hoa nhá, còn từ này đúng ra không viết hoa, nó nhầm đấy. Cái này là tuyệt đối nhá, chỉ được sắp xếp trật tự chứ không được thay đổi thì hay là thay đổi gì đâu. Chỉ sắp xếp Ôi, trật tự. Con không biết tủ đâu. Bởi vì con có thuộc mẫu câu đâu. Mẫu câu đã dạy đi dạy lại rồi. Từ từ sắp nhớ ra rồi. Cái gì mà put you like? Người ta có cho you không mà còn cứ put you like thế? Biết thế nhưng con đang xem. Bây giờ từ nào đứng đầu? Ai? Ai? Thế bây giờ phải từ ai đứng đầu đi, ai như nào? I like. Put you like thì phải là ai put like chứ, không biết ai put like à? Không chưa nghe bao giờ à? Chưa. Con cứ trả lời kiểu ngang ngược thế nhở? Học đi học lại rồi ý. Học hành thì phải thực tế mà, chứ con điểm thấp cô không còn cái trách nhiệm gì đâu nhá. Bây giờ gần thi rồi, bây giờ bắt đầu không còn đùa cợt được nữa đâu, phải làm cẩn thận vào. Cũng chữ thầy giả thầy hết rồi, toàn quên hết sạch luôn. Đúng không?
đã nhìn thấy chữ gì đâu, đã nhìn thấy gì đâu, nó đã hiện đâu. Hiện rồi. Being with our friends tomorrow. Câu này thì đúng rồi nhưng mà viết sai. Đây là chữ P chứ không phải chữ B đâu. Đang từ camping ra thành camping rồi nào. Chữ B nhá. Tiếp đi. Để ý xem là cái bị thiếu chữ nhá. Cô đúng rồi cô. Câu này không phải là eating too much meat nhá. Ăn quá nhiều thịt is not good for your health, được chưa? Chứ tự nhiên too ở đây thì nó không có ý nghĩa lắm. Vâng. Eating too much nhá, quá nhiều too nằm ở đây. Vâng. Câu 5 xem nào. Câu 5 nó sẽ là gì nhỉ? Bài thi chưa? Thì khó hơn chúng tôi nghĩ ban đầu, được chưa? Bài thi khó hơn chúng tôi nghĩ ban đầu. Ở lắm cô ơi, con nhìn nghĩ được đến đâu. Vậy con cứ làm thử xem nào. Con đánh thử ra đi. Xem được bao nhiêu.
Bài thi đâu? Giờ. Cô chỉ nghĩ ra là này. Đây nhá, cô đảo cô dịch ra là dịch y hệt nhá, bài thi này. The exam thì khó, mà trong khi nó là tính từ thì kiểu gì có to be đứng trước worse, more, difficult, được chưa? Gian, chúng tôi nghĩ, we talk, at first, y hệt từ bài thi này. Khó hơn, chúng tôi nghĩ lúc đầu. Vậy không tí người vợ luôn. Đây bên này. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. Mình sẽ làm bài này nhá. Vâng. Hãy đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. Đầu tiên bạn sẽ đọc các cái câu hỏi trước rồi thử dịch ra xem hiểu không chưa? Vâng. Và nhớ cho cô thường nhá, nó sẽ là từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, tìm thông tin từ trên xuống dưới chưa? Với cả cái này nhá, ở trên này nó ghi là ai, bạn hiểu chưa? Ví dụ như là bài bức thư này là bức thư của Hoa viết cho mẹ, nhưng ở dưới hỏi người ta hỏi là Hoa nhận khi nào, thế thì không thể nào là mình trả lời là ai được, phải là she. Bạn hiểu chưa? Vâng. Đoạn trên này là bài của bạn Hoa viết cho mẹ, còn ở dưới người ta chuyển thành là cô ấy thì cũng phải trả lời cô ấy. When là như nào đấy, tìm cũng không tin. Ở trên kia cho cô nhá. Cái gì cơ? Gạch ở trên bài kia nhá. Chỗ nào Dạ. nhá, cô yêu cầu đây. Gạch thì ví dụ nhá, câu 1 con tìm được thông tin là câu là chỗ nào đấy. Để con xem này. Bài này nhá, không, thực ra là không gạch được đâu. Tại sao? Bởi vì ở trên là ai, ở dưới là she mà. Bạn hiểu không? Vâng. Nếu như bạn gạch ở trên thì nó vẫn giữ nguyên là ai thì nó làm gì? Đang người ta đang muốn là bạn có phải chuyển xuống các cái câu thành she. Đang từ là ai thành she cơ mà. Khó lắm. Khó lắm thì thôi đừng làm nữa. Làm bài nữa dễ như thế này rồi mà cứ. Cái bài này nhá, con chả cần phải chia gì, con chỉ cần chuyển biết chỗ nào là ai, chỗ nào là she là được. Tại sao? Chỗ nào là her, ví dụ Mai thì chuyển thành her. Đấy. Còn ở đây nó đã là quá khứ thì tất cả là gì? Động từ quá khứ, động từ quá khứ thì không cần, thì ngôi mấy cũng giống y hệt nhau. Bây giờ bạn cứ làm một bài, bạn kêu khó thế thôi, cô không cho bạn làm bài nào nữa nhá. Làm bài cũng dễ ở, xong cuối cùng đến lúc đi thi nó không rơi vào bài đấy nhá. Có muốn không? Thì đã, bây giờ sắp đi thi thì phải ôn bài nó rơi vào chứ. Chứ bài chọn bài dễ nhưng mà nó không rơi vào thì chọn làm gì? Đấy. Bên đây là bây giờ con cứ bảo con đòi gạch. She received your letter. Khi Hoa đã nhận được thư của mẹ lúc nào thì bây giờ bạn trả lời là cô ấy đã nhận được thư của bạn. Bạn là ai?
Ta đang hỏi là nhận thư của mẹ mà. Sao tự nhiên lại đang từ her mother letter mình lại chuyển thành your ở đây? Không gạch cái bài này đâu, bài này con phải hiểu. Vâng. Ta hỏi là Hoa nhận được thư của mẹ khi nào thì mình bê nguyên xuống là Hoa nhận được thư của mẹ cô ấy 2 days ago. Ta đã cho hẳn her mother letter rồi, tại sao mình lại tự nhiên your ở đây? Ta có hỏi your đâu mà tự nhiên your. Ai kêu đấy, cứ thích bê nguyên, cứ đã bảo là có những bài bê được, có những bài không bê được đâu. Những bài nó đang là ai, các thứ này nọ mở dưới hỏi he hoặc là she thì lại phải chuyển hết. Không được, không phải ghép she, ghép her. Me phải chuyển thành her nhá, đây là tân ngữ mà. Đấy, bài này. Thế nên mình phải học thuộc đây nhá. Tân ngữ của ai là me, tân ngữ của she là her, tân ngữ của he là him. Còn he lại cái you vẫn là you. Đây là them. We, us. It vẫn là it. Nhưng mà biết khi nào sử dụng tân ngữ phải ghi rõ ra này. Tân ngữ đứng sau động từ, được chưa? Yeah. Ví dụ bài nhấn từ get ở đây, từ get là một động từ nên là không thể là get she được, mà phải là get her. Bây giờ thế thì bây giờ bạn bắt đầu bạn làm đi. Làm bài tiếp cục 43 câu 4 xem nào. Vâng.
Rồi tiếp. Câu 4 thì phải là dạng câu hỏi gì đây? Câu hỏi này thì phải trả lời như nào? Những câu hỏi mà bắt đầu bằng to be hay là bằng trợ động từ thì là dạng câu hỏi gì? Does no. Tìm thông tin rồi và phải trả lời yes hay no được chưa? Vâng. Người ta hỏi everything đâu phải là she đâu, everything phải là bằng với it, nhớ chưa? Everything bằng với it phải là yes, it was, có dấu phẩy nữa nhá, nhớ everything là bằng với it. Bài nào chưa làm? Bài này hơi khó. Chỗ nào bài chia đúng vùng đi cô? Tìm cái bài nào phù hợp tí. Bên làm cho cô bài này. Đấy. Làm bài này nhá. Vâng, con nhớ rồi. Con chẳng vỡ con đâu. Nhớ rồi vẫn cần vỡ. Không biết vỡ con đâu. Đợi một xíu. Tí lát. Đây lưu ý đây nhá. Cái chữ advertise tuy là ở đây nó là chữ S nhưng mà phát âm là Z, được chưa? Nên vẫn phải là phát âm là advertised, vẫn là d, hiểu chưa? Tuy ở đây là chữ S nhưng mà phát âm là chữ Z. Đấy.
tồn này. Ba từ cuối giống nhau thôi. Giống nhau là sao? Nào, đây là chữ C nhưng đọc là produce. Phát âm là S, được chưa? Vâng. Produce. Phát âm S đấy, chứ phải là âm C đâu. Bây giờ chữa này. Có một visitor, đây là âm tờ đúng không? Repeater này, loveter này, liketer thì câu này đúng rồi đấy, excited câu này thì dễ nhất rồi, laughter này, cái này là id đúng không? Ended, shocked, missed, câu này sai nhá, bốn này advertised, câu này là câu a là d này, murdered, d này performed này, cái này là approached mà chứ chờ phải là T mà. Là đáp án. Rồi cái này produced. T được chưa? Clarify D này. Entertained D. Engaged D. Đấy, chú ý kỹ câu 4. Đang sai một câu 4 ấy. Bài này thì sợ khó với bạn quá nên thôi bỏ qua. Đây bây giờ làm cho câu 3 và câu 5. Vâng, 3, 5. Nghĩa là phải sử dụng inspire ở đây, được chưa? Câu này nhá, để dịch đây này. Nominate nghĩa là được đề cử, được chưa? She has been nominated nghĩa là cô ấy đã được đề cử cho giải nữ diễn viên xuất sắc nhất 5 lần. Chấm này, cô ấy chưa bao giờ được thắng giải, nghĩa là được đề cử thôi, bạn hiểu chưa? Được đề cử nhưng chưa bao giờ thắng. Thì phải là mặc dù gì nhỉ? Mặc dù cô được đề cử nhưng cô chưa bao giờ thắng giải. Đúng rồi. Thế thì nhớ cho cô nhá. Ở câu này này, cái động từ nó là gì? Has. Nhớ chưa? Động từ là has. Thế bây giờ bộ chuyển thành verb in của has là gì? Verb in của has. Having. Having goal. Having được chưa? Having rồi này, thế thì sau khi bạn đã chuyển được cái này vợ in rồi thì tất cả bạn giữ gì? Nguyên. Bây giờ làm thử xem nào. Nhớ là mặc dù phải đứng đầu ấy. Ok.
Inspired or having been nominated. Rồi nhưng mà cái này nhớ, nhớ kỹ cho cô này chấm chấm chấm, nhưng mà đến chỗ này còn dùng dấu chấm nữa không? Đến chỗ đấy thì làm như nào? Cứ để thế. Thế thì là sai rồi, rồi bài sai rồi. Thế thì kể cả con làm đoạn này còn đúng thì con bây giờ vẫn là sai nếu như con cứ để như thế. Cô bảo giữ nguyên nhưng mà phải gì? Chỗ này phải chuyển thành dấu phẩy chứ. Giữ nguyên chữ thôi nhưng dấu chấm phải chuyển thành dấu phẩy. Bài này là bài gì? Nối kết hợp hai câu thành một cơ mà. Nếu như nhá, khi mà làm bài mà để nguyên đây, kể cả về trước còn đúng mà chỗ sau nhá lại để dấu chấm thì là sai, phải chuyển thành dấu phẩy nữa chưa? Yeah. Vâng, câu 5 này. Bộ phim không được nhận, không được nhận cái sự đầu tư, không được nhận được nhiều đầu tư nhá, investment là đầu tư. Bộ phim là một thành công tuyệt vời, là một thành công lớn, được chưa? Thế bây giờ cái vế nào mặc dù như nào? Mặc dù bộ phim không được nhiều đầu tư nhưng bộ à, nhưng bộ phim vẫn được nhiều bộ phim gì được? thành công lớn, success là thành công. Despite gì đây? Despite. Chưa tìm verb in đâu, chưa tìm verb. Xác định verb cho cô. Doing. Cái này không phải là verb, cái này là trợ động từ thôi, verb cơ mà. Verb chính của nó để chuyển thành verb in cơ mà. Receive này này là nhận. Mặc dù không nhận được nhá, despite not receiving, bạn nhớ khi nào mà ví dụ như là người ta cho phủ định, được chưa? Khi phủ định thì bạn thêm not trước verb in vào. Khi mà có phủ định này này, thêm not trước verb in. Vâng. Phải, nhớ kỹ chỗ này phải này. The film. Đấy cứ rồi, lần nào rồi, xong cuối cùng toàn lần nào. Vừa nãy hỏi là chỗ này phải sửa nào vẫn phải để nguyên dấu chấm. Nhớ kỹ, nếu như ở đây mà là gì phủ định thì cho thêm not vào trước verb in, nhớ chưa? Nếu phủ định thì thêm not vào trước verb in. Bây giờ làm cho câu 1. Although rất dễ. Đề nghị câu này thì đánh hết ra nhé, để xem chấm phẩy làm nào có đúng không. Thôi cô dịch hẳn câu ra cho con nghe. Không, câu này con phải tự làm, câu này toàn từ cũ. Comedy là gì? Comedy là hài, nhưng không biết cái từ ani is. Almost là hầu như. Hầu như nào? Audience là gì? Audience dậy rồi đấy. Về nhà học từ mới không? Khán gì? Khán giả. Khán giả. Fall asleep là gì nào? Có từ sleep là gì đấy? Buồn ngủ. Thì đấy, đến làm đi.
Cô dạy như thế nào nhỉ? Although inspired, despired lúc nào cũng phải đứng đầu câu chứ sao con lại cho ra giữa thế này? Đã bao giờ gặp câu nào although đứng giữa câu chưa? Chưa. Mẫu câu nó lù lù ra như thế rồi. Thôi nó chả dạy dỗ gì nữa đâu nhá. Về sau cứ cho làm bài tập kệ con đấy. Bực thế nhở? Dạy đi dạy lại rồi mấy hôm nay ba học hôn liên tiếp, hôm nào cũng although inspired, despired, lúc nào cũng đứng ở đầu câu mà vừa mới làm hai câu mặc dù. Phải là gì này chứ? Mặc dù đó là một bộ phim hài nhưng mà gì, khán giả cảm thấy đều buồn ngủ chứ bây giờ bạn lại nó là phim hài mặc dù tất cả đều buồn ngủ, thế dịch ra có nghĩa không? Thế ngồi làm nãy giờ hai câu inspire, despire cũng là mặc dù tất cả, mặc dù lúc nào chẳng phải đứng đầu câu. Nào. Bây giờ làm câu 3 này. Làm câu 3 này. Câu 5 này. Câu 6 này. Câu 7. Tiếp này, câu 8. Thế thôi cô. Thế thôi làm nốt thế thôi. Vâng. Làm ơn về nhà ôn kỹ bài và o dâu với cả cái phần inspire despire là phần trọng tâm đảm bảo là rơi vào rất nhiều đấy. Drama là gì cô? Drama dậy rồi nhá. Drama là kịch hoặc là chính kịch. Được chưa? Cái câu số 7 nhá, mà mẫu câu file này hôm nọ hôm qua cũng vừa mới dạy rồi nhá. Còn nhá, câu này nhá, cô đã bảo là cái bài về Titanic nhá. Con phải thuộc luôn, có nghĩa là ví dụ Leonardo DiCaprio là ai trong đấy? Là diễn viên hay là ca sĩ hay là đạo diễn đấy. Cái đấy là mình phải thuộc luôn đi, bài Titanic rất là dễ bị rơi vào. Những cái thông tin đấy là phải thuộc. Đạo diễn không? Không phải. Hôm qua vừa mới làm rồi mà lại quên mất ông. Đấy là diễn viên. Đã bảo là gì?
Con phải thuộc luôn là Leonardo DiCaprio và Kate Winslet là hai diễn viên của phim. Thế thì khi mà nói với diễn viên thì dùng từ gì đấy? Làm nốt câu 7, 8 đi. Vâng. Câu 8 là đây hả cô? Con cứ làm xem nào. Làm, cứ làm khoanh đi. Rồi sữa một thể. Nào, bây giờ nhá. Câu 7 dạy đi dạy lại rồi. Ở dạng bài này nhá. Find, somebody find something cộng đấy phải là một tính từ chứ. Mà tính từ mình đang tập trung về đuôi ed và đuôi ing, mà sao tự nhiên lại có đuôi s ở đây? Nghĩa là các bạn làm bài các bạn không hiểu. Các bạn không hiểu nắm được cách làm bài. Nghĩa là thường khi mà người ta cho bài ý, cái nào gọi là gì, trọng tâm thì thường nó cứ xoay quanh, xoay đi xoay lại xung quanh đấy. Mình đang trọng tâm là ED và ING thì thường nó sẽ rơi vào hai cái đấy. Nhất là ở đây mỗi câu file này này, sau file là gì? Một tính từ thì có nghĩa là một chỉ có thể A, hai là C thôi chứ không bao giờ lại rơi vào mấy cái này cả. À đâu, một là C, hai là D thôi. Chứ tự nhiên không rơi vào đây. Bạn hiểu không? Bạn, các bạn làm bài á, đôi khi mình không cần thiết phải gì, học một cách đâm đầu vào học, mà phải cái gì, học một cách thông minh, phải hiểu được là cái gì người ta đang trọng tâm chú tâm vào cái gì thì mình cứ gì đào sâu vào cái đấy. Trọng tâm của unit 8 là gì? ED và ing. Thế thì mình cứ lúc nào mình cũng xoay quanh hai cái đấy là chính, còn những cái kia nó sẽ xuất hiện nhưng sẽ ít đấy. Nhất là mở câu find something nhá, find cộng với danh từ cộng với một tính từ. Thế thì tính từ đấy một chữ thì ing hay là ed thôi. Nhưng mẫu câu file thì phải là mẫu, thì phải là gì? Đuôi ing. Hôm qua vừa dạy rồi đấy, các bạn học các bạn không để tâm một tí nào, nên đâm ra là gì? Cứ dạy đi dạy lại, dạy 10 lần vẫn không ăn thua. Thường một cái dạy tầm 3 lần thôi là thuộc rồi. Đây cứ dạy hôm nào cũng bài như thế, học đi học lại, học cả tháng nay rồi. Câu này nhá, thường nhá, và người ta cũng sẽ chỉ thường cho bạn vào cái gì? Excited. Chúng tôi cảm thấy rất là hào hứng. Hầu như lúc nào bạn cũng gặp cái câu excited trong cái dạng bài này thì bạn cứ khoanh vào từ nào bạn biết. Prefer được rồi, prefer với đây có to này. Thriller được rồi, và cái chỗ này cô vừa mới dạy rồi nhá. Nói về diễn viên này star và nhớ kỹ đây. Hai diễn viên của phim Titanic là Leonardo DiCaprio này và Kate Winslet. Còn ông đạo diễn ý, directed ý, direct ý, thì là James Cameron. Bạn là ơn bạn phải nhớ luôn. Người ta ngoài cái việc người ta kiểm tra về gì, từ vựng ngữ pháp, người ta còn kiểm tra luôn là kiến thức nền. Nếu như không tập trung học nhá, thì điểm bạn thấp hay cao không tùy, đấy là do bạn thôi. Còn đấy là cô đã dạy hết sức rồi. Chứ chả ai dạy đi dạy lại đâu. Người ta toàn nó lướt qua một cái thôi. Đúng ra như dạy theo đúng tiến độ, bây giờ học hết cả quyển gì, cả quyển sách rồi. Có bạn cô dạy lớp 7 mà con biết là cô dạy xong bạn ý quyển sách lớp 7 từ 3 tháng trước rồi. Nhanh đấy. Bởi vì tại sao bạn học rất tập trung nhá, không bao giờ cái kiểu như là các con đâu vừa học vừa đánh máy tính hay là vừa học vừa, nghĩa là học làm bài rất là nhanh, rất tập trung nên là rất nhanh. Chứ như các bạn nhé, các bạn học các bạn cứ ê a ê a, mà thực ra nhé bình thường ê a một hôm hai hôm không sao, đây gần thi rồi vẫn ê a. Thế này thì cái cơ hội được 7 điểm là rất khó, hiện tại thường chỉ được 6 đến 6,5 thôi. Đấy là làm ở nhà mà được có 6,5 thì đi thi chỉ được 5 điểm ấy. Hiểu chưa? Bạn phải làm ở nhà, bạn phải được 8,5 đi thi bạn mới được 7 đến 7 rưỡi. Không thì bạn cũng chỉ thế thôi. Bây giờ bạn phải đi làm bài tập trung vào. Biết mỗi lần dạy con cô bực lắm không? Bởi vì cái sao? Dạy nhiều quá mãi không nghe. Mà có phải là gì? Dạy không nghe là vì sao? Vì cứ tàu đầu óc cứ tự để đi đâu ấy. Rồi nhá, bây giờ cô giao lại bài mấy cái câu mà đúng cái mấy câu đấy thôi nhá. Mà bạn không làm, mà bạn làm vẫn sai nhá, thì cô cũng không cho làm lại bài đấy nữa, cô cứ cho bài mới ấy. Tập trung vào.
Tôi hôm nay nghỉ tại đây nhá. Nhà cô.